quen của chị mấy chục năm thì người ta thích ăn tôm càng với thịt nướng. Mấy bà già về hưu rồi mà bắt chước theo nghề đó làm thôi. Từ xưa giờ chị không bao giờ bán bà đo liền. Tại vì trong nhà mình mà chị không có căng ở bao nhiêu gam hay sao á, chị lấy cái muỗng mà chị dít ra chị nhắm thôi à. Bởi cái khi dậy khi mỏng ở nhà làm hết, không có gì mà mua ở ngoài đường hết á. Từ xưa giờ từ cộng rồi chua nhà làm luôn. Rồi mình phải kêu người ta chế hết cái mánh vô chọn lên ăn, rồi hỏi ăn là có ok không? Ok cô. À ta đi mấy chục năm thì trở về ta nói à cũng còn thương hiệu. Cô tên là Hà, nhà chị là quán bà Tám, là bán tôm càng là nổi tiếng nhất đó, với chạo tôm, nem nướng, thịt nướng 50 năm rồi. 1028 bà Tám, ngay chỗ đường Lên Tôn, cửa Bắc đi vô chợ Bến Thành. Hồi xưa đời bà ngoại bán, rồi đến đời gì bây giờ chị là chỉ người ô xin thôi, bà chủ đi ở nhà. Cô là người làm bà Tám từ xưa giờ, chị làm bà Tám 30 mấy năm rồi. Bây giờ bà Tám lớn tuổi rồi không bán nổi thì chị bán, tại con bà Tám đi nước ngoài. Có dừa thập cẩm á, vừa có chạo tôm, vừa có nem nướng, vừa có chả giò. Thịt nướng là một tô 60 ngàn, còn thịt nem chả giò cũng 60, tại vì mỗi cái mình bớt lại chút chút vậy, nhiều bỏ nhiều nguyên vậy ta ăn nhá. Còn thịt nem nướng thì 50, tôm càng một tô 2 con 120. Khách quen của chị mấy chục năm thì ta thích ăn tôm càng với thịt nướng. Chứ không nghe mình nói là có cái chạo tôm nướng đó, cái chạo đó, cái chạo tôm đó thì mình ăn nó tứ vị nó sẽ như thế nào, nó có dai dai mà dai mà mềm, nó không có dai dắt dai nhắt nha, nó vừa tầm vừa thôi. Cái này là mình làm nó như thế nào cô? À ở nhà làm em thì tôm với mỡ thôi, rồi giả ra thôi. Tôm tươi luôn. Đúng rồi, với mỡ thôi, trộn vô thôi, rồi lăn vô cái miếng. Mấy bà già về hưu rồi mà bắt chước theo nghề đó làm thôi. Bắt đầu khách mua thì chị bật mắt xuống ha, nướng lại nóng thì khách ăn. Có chứ, yêu cầu phải tươi. Chứ tôm bụng thì khách không bao giờ ăn. Đồ tươi mà, chứ đâu phải lột ra để nguyên con, là khách bỏ vô nước mắm này trộn lên ăn. Đặc biệt là ngon nhờ nước mắm tươi. Từ hả 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Tại vì 4 giờ chị ra đây làm đồ rồi. Sáng ra mới làm chứ không có làm sẵn. Từ xưa giờ chị không bao giờ bán mà đo liền. Tại vì trong nhà mình mà chị không có căng ở bao nhiêu gam hay sao á, chị lấy cái muỗng mà chị dít ra chị nhắm thôi à. Bởi cái khi dậy khi mỏng. Nem nướng mình khác hơn nem nướng người ta. Nem nướng mình không phải giống như bít xăng. Trời ơi, nem nướng chị mang qua Pháp luôn mà, qua Úc luôn mà, Úc gần mà, có Mỹ là không được thôi. Rồi, kiệu thì khách thích kiệu quá thì tươi phải bào vô đồ chua là khác, còn kiệu ngâm chua là khác, nó làm cho đồ chua mình thơm. Tại vì đồ chua ở nhà làm hết, không có gì mà mua ở ngoài đường hết á. Từ xưa giờ từ cộng đồ chua nhà làm luôn đó. Một tô vậy là 50 nè đó. Mình bán cái thương hiệu nó còn nó tồn tại hồi xưa. Chứ tuổi trẻ em bây giờ ăn cái món đó là chế biến nó khác đó. Tuổi trẻ em bây giờ bán phải chế biến cái này cái kia, tụi em mới thích. Còn món chị là lao đời rồi, cái vậy hoài. Nhà chị không có xài thịt mỡ nha, nhà chị sạc lưng không à. Tại vì khách ở đây không ăn giờ ăn mỡ. Tụi em học sinh đó, thì mấy đứa học sinh thì chị bán giá bình dân thôi. Tại vì nó còn đi học mà. Hà Nội mà kiểu như Hà Nội trẻ trẻ kìa. Đó là mấy đứa em trẻ trẻ như em rồi đó. Chị vô chị giới thiệu à, em ăn thử bánh hỏi đi miền Nam, bún trộn miền Nam. Tại vì miền Bắc của em là nước nhiều, miền Nam thì nó khô. Mình phải diễn tả, rồi xong rồi mình phải kêu người ta chế hết mắm vô trộn lên ăn, rồi hỏi ăn là có ok không? Ok cô. Nước ngoài nhiều khi mình giới thiệu em, mình có thiệt đơn nè. Tiếng Anh á, mình kêu nó ăn thập cẩm đi, mở cái chút, có cái này mình chỉ mà món này vô một tô, ok. Là ta đi mấy chục năm thì trở về, ta nói cũng còn thương hiệu. Ta ăn 30 năm luôn á. Hồi lúc còn bà Tám còn trẻ đến bây giờ luôn á. Rồi đời con người ta nữa. Đặc biệt này mình nên nếm nó đậm đà hơn người ta. Không người nước ngoài người ta cũng dễ ăn không? Không, người nước ngoài thì theo người em. Người ta ăn, ta còn ghé lại mình nữa chứ. Chứ đâu phải ta đi luôn. Mấy năm sau trở về còn tới quán nha. Chứ không phải người ta là ta đi rồi không tới đâu.